Olambol Gapio là pháo đài quân sự đơn lâu chứa tầm Việt Nam, bớt thực dân Pháp bên trên bớt năm Durobos MP, tầm ấp Long Ninh, xã Long Hữu Đông, con hòa Cần Đức, trà Long An. Đồn rách cát là tù pháo đài Trang Gà Gái Trân Đà Liên, gờ Cần Hấp, ghép Mòn Nhằm, là tù ấn ít qua mạng tầm bà ta bồn cró, cung bị tầm tú tầm lớ. Tầm đầu nế ân tỷ là kích đỡ bà ta bà qua mạng tầm Cần Đức, tầm bộ kỳ sân rây dứt xin, bộ kỳ sân rây bà chất. Hơi là chân tàng tân gó, bà ta pha dây, a lá, đã là gà hê ti, mờ bà ta ở dây thực dân Pháp tầm Việt Nam. Đắp xá tầm gồm bê tà liền, tù trần địa pháo đường ở lâu chứa đồng dương, nơi kết tù hàng xa nằm ra lâu. Âm tầm xá Long Hữu Đông con hòa Cần Đức Trạt Long An, đồn rạch cát, bê che xa na huyệt cát đà xoài rạp. Pháo đài quân sự kết thực dân Pháp Mòn Bớt Sơn Năm Đồ Bồ Sơn Mờ Pè là pháo đài phòng thủ gá tà liền cân hấp, bà mơ đã hiểu ghép Mòn Nhàm Ít, mơ là tía tờm quơ màng. Sau năm Trubo xin riêng, tạm Việt Nam, tốt lớp bịt ghé bao trả năm kỳ, thời dân Pháp đã sẵn gấp tế bồn tớp sư bình, hạ đang án hạ đồn bốt hiểu Nguyễn Lời Huân. Mây ra bà ta lèn, thực dân Pháp găm cơ ở chày, lỡ tạm gờ nũ spân đăng trao làm bò Việt Nam, mơ ở la là Nguyễn Trung Trực, bà mơ dân nào đớt, tốt lấy châu Tây đút chớ nhất Đà Nam, đừng Đà Nam chớ châu lớp Tây. Đồn rạch cát là tù pháo đài quân sự kết thực dân Pháp lỡ bớt năm tù rô bồ sang mờ bè. Tôi là tù pháo đài lời chăng sơ rơ cấp có huyệt ngá đà liền bà mơ bà ta mòn nèm ít là bà ta quân màng tầm rá rơ chăng sơ rơ cấp tầm lỡ. Đó là tù quân sự nèm kế bà ta đơn đơn nguy toàn tầm tú tầm rá. Tầm chế nào chiếc di tích đồn rạch cát gầm bắp tầm bảo tàng Long An đồn rạch cát gây dân bề là si a la mòn đồn lũy là bà ta phan tân gó si nèm si tờ tờn tờ gồm chứa bà ta nèm tầm rá pháo đài ghé mòn chất rục cánh cùng đối xứng trong pè hàng mét và càng đùi hàng mét mòn hà đăng khả ổ bè lộ quan bà ná ghé lòm mở a la si bức tường mòn mà lú tà liền công lực cờ út bơ bao giới tút đùi hàng cm a la tầng tú bê tông sỏi cốt thép cụt tà pháo đài ghé ra bòn tạ đường tường trang gà vòng bà đĩa palmer a la trồm châu mai cơn ghé tèn lệ giữa a la bà ta cả nhau mút tầm bà đĩa đồn bề bà ta tà bó dơ cuồng lọt cứ tùy tú stong bần tờ pran tú tầm đá mà cùng lỡ spồn rút tú ở dày gờ ghé bà tầng pờl mơ pê tầng nhấp bà tầng pờl đơn đạn hầm chỉ huy mở tú âm trung đội pháo si sa nhô sơn gấp tú đồn công pata lòm tầm gió ngày a lá tầng hầm gơ làm móng hiệu mơ găm là hầm tân đà là ngột a lá tú âm tầm đồn rạch cát ghé mòn bị a lá hầm rớ guồng sơn á đần cơ tùi lỡ lớp róa mơ kít nham trao tầm để làm đồn lâu đùi hàng sơn năm tú sto làm chớ kết cấu đồn rạch cát găm tầm mò tân gó pan mòn mờ bró mòn tân gó si tơ cùm bần đắp cân hấp quân đội Pháp tạm an ít tầm qua màng tò đồn rạch cát là tù bà ta qua màng đơn xin gà a lá si họ tầm lơ bơ tà liền tầm Sài Gòn xin nhớ cùng tạ Sài Gòn là tút a lá trà năm kỳ mơ gùng đạ tầm Sài Gòn tút a lá trà drum ghép bà ta xin dơ bơ pháo đài đò tầm bró lơ bà ná quân sự to là đồ tía tầm bà gờ phàn quờ bơ á lái trà gá tay gút Sài Gòn rạ đơn mơ á lái trà miền đông nam bộ đó là gồm đã mình gơ tơ bó mơ bè đã đơn vì đã rạch cát sông vàm cỏ sông nhà bè gơ xin dơ tầm làm ani Cần Giờ Vũng Tàu mơ là gồm lọt tút tà liền tơ bó mơ uổng ngành bra mòn pháo đài ní nền mờ rớ còn bơ bờ tiền tút lơ nền ụ
tâm tú té lơ pháo đài cầm làng gơ lòm mờ pri ngó đà ít trầu. Bơ hớ, cành bật tiền thành, pháp lơ tù cùng rầy vớ cảng mút tút đồn. Té cầu tàu đò, tút đò gầm tà mò. Nay tỏ mất gó ở ghi đỡ và tài chất rõ hòm hàm, mờ xì yếu và trị chế độ thực dân, té bến đạ đò. Cảnh bắp gà Sài Gòn ta đắp bắt ta xin ngờn, anh ấy là gà phương Tây, Palmer hớ, tầm rá, quân bơ, bắt ta nhá gú bản, cơ đăng cho làm bọn Việt Nam, Pháp Sô Rô Môn, Phan tầm rá, đấp, gà đà liền, đừng bơ, vũng tàu tút gần giờ, ganh gần nước, cơn ghé sân gấp tầm rá, bắt ta lơ bơ đà liền, tút ủ ngành, xin cấp chơ cùng, đà Sài Gòn, lo tút bào trạc, Nam Kỳ, đù tầm hớ là đồn rạch cát. Họ đang ở lá khung bùng thép, tìl đớ tầm lớ tầm Việt Nam, gơ đường pran, bàl mơ biển tìl gà rào là bà gá bộ cánh cung. A lá si nồng pháo tò, tầm tú hớ, tầm thực dân Pháp nấy ươn bà nồng pháo hạng, bà pran đừng nóc tầm đò à la hớ của tuổi chú mời bà chết bè cây sổ của tuổi bật căng đồ anh đi tầng bơm bồng tại liền cần giờ tuốt nhà bè rịp Sài Gòn mơ làm anh đi gò công xi phào đò sập đách quỳ ghen của tuổi sờ gấp tờn bận á hà đang bể pháo ghé tù bần tùl bên cười còn gọp lời râm yang mơ huyệt pháo. Ở mình bị hớ, thực dân Pháp cầm nóc tay bà khẩu đại bác bà rì hàng quan chất mm. Đó là loại pháo hàm nóc hà đăng tàu chiến, xì bà bàn đặt lâu dớ rải hớ. Bà mơ khả cân dớ cập khẩu pháo là tù rì hàng quan chất tính, play đạn cân dớ tù rì hàng bao chất bà ký, tầm chú ngài lâu dớ là bà rì bà phết bó kê sổ. Tháp pháo mơ thép cột út, cập tháp ân bà khẩu pháo rình bà, cơ tui sẽ rách bè rì hàng bao chất độ. Đơn vị trung đội pháo nhá tầm anh ý hơi là bà ta quần màng bớ cơ trở kiện tà liền kế bà ta xin bớ hờ đăng mờ bòn nế tông bồn in lỡ á lá chân nào vã rồi chẳng sở gấp tầm rá bắt gà bà ta rình là ngày bồn nế bánh chất bà ta niêm châu linh là xùm cấp rồi chẳng tầm rá bờ sram là ngày nụ âm lớp rá xa lỡ chất niêm á lá chân nào nền. Tút đò, chất ở ghi nợ bà ta tầm cơ trổ tía, mà dạ á lá tháp pháo tầm đồn rạch cát, cầm cân hấp. Gớ bề nỗi sổ á lá cho linh tầm đò. Bà mơ á lá bà ta niềm màng nhau. Mơ á lá bà ta cần tầm thoa tầm trá là quơ màng. Đảng ủy bộ chỉ huy quân sự trà nếp bánh chất lâm bộ sổ lơ niềm rắp rắp gàr táp bánh chất bà ta niềm màng đò từng cơ tùy lơ tà niềm bà sơ gấp rồi chăng tầm trá tầm trà tà rít rắp gàr ủ té bà ta qua màng tầm anh ý huệ tình tú tà liền thoa tầm trá nếp cành bà mơ ở ghi đỡ tìl trăm bàn gây tì á lá châu linh đồn rạch cát tầm rải pha lìn cầm sùng bơ sram mơ sơ gấp tầm rá bắp gàr đạt lơ gàr bắp gàr ổ tía màng hề tì bơ tân tầm tìl ảnh tầm xá a lá chân nâu đờ màng giàu bơ bró lơ phàn mơ chân nâu giắc ở kíp đờ rải.